I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Bộ trưởng Giáo dục, sinh viên không nên dừng lại ở việc làm thuê. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng làm thuê ở vị trí cố định cũng tốt, nhưng thanh niên sinh viên không nên chỉ dừng lại ở đó, trong khi cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam rất lớn. Ông Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, mong muốn sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp tại lễ công bố chương trình nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam sáng ngày 20 tháng 12 ở Hà Nội. Ông cho biết, giáo dục và đào tạo đổi mới từng ngày, nhưng vẫn có hai phần quan trọng là dạy làm người và dạy làm ăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và công ăn việc làm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là khởi nghiệp. Theo ông Sơn, đất nước đang trong quá trình phát triển, các công ty, doanh nghiệp từ nhiều quốc gia đến Việt Nam nhiều. Điều này đã tạo nên cơ hội rất lớn để sinh viên thể hiện ý tưởng khởi nghiệp và thanh niên, sinh viên cần phải nắm bắt ngay cơ hội này. Ông cũng kể câu chuyện nhiều du học sinh ở nước ngoài băn khoăn không biết nên về nước hay ở lại quốc gia đó làm việc để nói về cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam. Tôi thường khuyên là ở đâu các bạn phát huy được tốt nhất bản thân thì ở đó, nhưng các bạn nên nhớ rằng Việt Nam là đất nước đang phát triển, các cơ hội để thể hiện mình, để khởi nghiệp là rất lớn, lớn hơn rất nhiều tại các quốc gia đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, ông Sơn nói. Bộ trưởng lấy ví dụ, khi theo đoàn của Thủ tướng đến Nhật Bản, ông gặp một thanh niên Việt Nam có doanh thu 1.000 tỷ. Sau 5 đến 6 năm học tập tại Nhật Bản, bạn này lập doanh nghiệp cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của hai nước, tức là đem những thứ Việt Nam cần từ Nhật về và ngược lại. Khi hỏi chuyện, thanh niên này nói thấy chỗ nào cũng có việc phải làm và nhìn đâu cũng thấy việc có thể kinh doanh được. Qua câu chuyện, ông Sơn một lần nữa nhấn mạnh khởi nghiệp đang là cơ hội rất lớn cho sinh viên, thanh niên. Vấn đề là có dám làm hay không, hay suốt đời chỉ làm công việc làm thuê với một vị trí cố định. Làm tốt một công việc như vậy thì cũng tốt, nhưng không nên chỉ dừng lại ở đó, ông Sơn nói. Ông Sơn mong các bạn trẻ tìm hiểu cơ hội khởi nghiệp ở các lĩnh vực mũi nhọn mà cả nước đang quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học. Chương trình nâng cao năng lực kinh doanh số do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Trung ương Đoàn và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương triển khai từ năm 2024 đến năm 2028 nhằm hỗ trợ tài liệu, pháp lý, chính sách, hệ sinh thái cho các dự án khởi nghiệp. Chương trình cũng đặt mục tiêu kết nối các nguồn lực, hỗ trợ công nghệ, số hóa các hoạt động bán hàng, đào tạo, tư vấn cho sinh viên, thanh niên. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn chương trình này đi vào thực chất, bền vững, lan tỏa được tới 20 triệu thanh niên trên cả nước. Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam, cho hay bước đầu sẽ hướng đến sinh viên ở các trường đại học, đồng hành cùng họ để sau đó lan tỏa đến thanh niên ở các vùng miền. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất, tình hình trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.